thì các con biết rằng cái trạng thái mà ở trong một cái ngày một đêm của ở trên cảnh giới mà người ta gọi là tiên, thì cái trạng thái đó là cái trạng thái gì của chúng ta ở đây? Có phải là thập thiện hay không? Cho nên nó khi mà chúng ta lọt vào trong cái thập thiện rồi thì nó toàn là nó có sự an lạc của nó, mà không có cái thời gian mà cái dài như cái dài của chúng ta nữa. Cho nên nói nó là quả trời. Vậy mà người ta còn nói mấy ông trời ở mấy ông tiên uống rượu rồi, thì thầy nói thiệt là không đúng rồi. Giới luật của Phật đã nói là người mà có năm giới là còn cái rượu là còn cấm cơ, mà vậy mà nói tiên uống rượu thì chắc là tiên này chắc là tiên đọa đi chứ đâu phải là tiên thật. Cho nên gọi là tiên tử đó. Thì như vậy là rõ ràng mấy ông uống rượu là mấy ông tiên đó chứ gì, mà tiên này tiên ở thế gian rồi chứ không phải là tiên trên trời. Họ nghĩ rằng ở trên trời mà tiên uống rượu. Cho nên thầy nghe nói những cái chuyện thành tiên mà người ta nói những ông tiên mà uống rượu quỳnh đào rồi này kia rồi đó, đừng có dốc mấy con. Với lực của Phật đã xác định điều đó mà. Nghĩa là làm tiên á thì đâu còn uống rượu, mà còn uống rượu thì không làm tiên. Mà làm người á, người ta còn không uống rượu, mà làm người uống rượu là đâu phải là người mấy con. Bởi vì năm giới của Phật có cái giới không uống rượu mà mới làm người chứ. Bây giờ ông chỉ là ông nói ông làm người chứ ông còn uống rượu, tôi biết ông không phải người rồi. Bởi vì cái tiêu chuẩn làm người tôi biết có phải năm điều kiện, mà ông còn thích nhậu là ông phải, ông là động vật rồi, một con thú vật. Nó đụng cái gì nó ăn cái nấy, nó ngu quá trời, nó đâu có biết cái thứ rượu là độc. Còn con người người ta phải thông minh, ta biết chứ, cho nên người ta đâu có uống tầm bậy tầm bạ. Con người thôi, còn huống hồ là ông tiên thì nó phải là thông minh hơn nữa chứ. Ông tiên gì mình lại ham uống rượu, thì như vậy là còn sai nữa, phải không? Cho nên vấn đề mà người ta đặt ra nói về tiên uống rượu là sai, mà tiên còn đánh cờ là tật, phải không? Tiên gì mà còn ham cờ, vậy thì tiên còn ham cờ bạc, còn ham tranh hơn tranh thua nhau, thì cái đó là sai. Cho nên trên núi mà thầy nói có những cái tảng đá vậy, họ gạch cái bàn cờ tướng, phải không? Họ nói ngày xưa tiên xuống đây đánh cờ, trời đất, tiên này chắc bộ tiên đọa rồi, không phải là tiên thật. Nếu mà thánh nè, rồi mới tiên, rồi mới Phật, phải không? Tiên nó phải hơn Phật, chứ ở thánh trước, phải không? Nhưng mà ông thánh, Đức Phật cấm, phải không? Không rượu chè, không bài bạc, không đánh cờ, đánh tướng gì hết. Mà thế mà ông tiên còn bị dính, thì ông này, ông còn thua ông thánh rồi. Cho nên bậc thánh tăng con đứa không hành động, không xem ca hát, không đánh cờ, đánh cờ tướng, cờ gì cũng không đánh, không chơi gì hết. Tức là không có còn dục lạc của thế gian. Thì như vậy mới gọi là thánh tiên chứ. Thánh tiên gì mà còn ham quá vậy thì đâu phải là tiên. Cho nên những cái này là những cái tưởng tượng của chúng ta, chứ chúng ta chưa biết tiên là cái gì hết. Có phải không? Bây giờ thầy viết đúng ở trong giới luật của Phật, thầy viết là những cái giới đức thánh như vậy. À, bây giờ một ông thánh là phải sống như thế nào? Thì qua cái giới đức này thì nó xác định được một vị thánh tăng thánh ni. Mà nếu những người này làm không đúng thì nó không phải là thánh tăng thánh ni. Phải không? Mà không đúng nữa thì nó không phải được làm con người nữa. Phải không? Bởi vì đệ tử của Phật là cư sĩ. Mà cư sĩ thì nó có năm giới. Mà nếu mà cư sĩ mà không giữ gìn đúng năm giới thì người này không phải là cư sĩ của đệ tử của Phật. Phải không? Ở bây giờ nói là tôi cũng là Phật tử nè, tôi cũng theo Phật, tôi tu nè, tôi phải giữ gìn trọn năm giới, tôi mới là người đệ tử của Phật, người cư sĩ đệ tử của Phật. Còn bây giờ thầy là một tu sĩ nè, nếu mà thầy làm tu sĩ thì thầy phải giữ thập giới chứ, giới sa di chứ, chưa nói gì cụ tướng đây nha, thập giới sa di á. À, và thập giới sa di thì các con biết là đâu phải dễ đâu, phải không? Giới uống rượu cũng không có nè, mà cái ông sa di mà còn uống rượu thì ông này đâu phải là ổng còn được cư sĩ nữa chứ, đừng nói chi là sa di, phải không? Còn ông này còn cất tiền bạc, còn ăn thi thờ, thì như vậy làm sao sa di, phải không? Thánh sa di làm sao sống cái cửa được? Cho nên tất cả những cái này nó xác định được là một người đệ tử của Phật đúng hay là người đệ tử sai. Và chúng ta nhìn hoàn toàn nhìn vào cái giới này. À, chúng ta nhìn vào hoàn toàn vào cái giới luật này thì chúng ta xác định được đệ tử của Phật là cái hạng người nào. Bây giờ nói ông là Phật tử mà tôi thấy ông uống rượu như vậy là ông phải Phật tử đâu. Ông nói chứ ông phải Phật tử đâu. Ông thọ tam quy, ông làm có sống giống như Phật không? Bởi vì ông thọ tam quy là ông phải sống như Phật, như Pháp và như Tăng. Phải không? Mà như Pháp thì trong Pháp nó có giới. Phải không? Mà giới xác định cho ông là cái người đệ tử của Phật, là người cư sĩ đệ tử của Phật, hay là người cư sĩ không phải đệ tử của Phật. À, ông thọ tam quy ngũ giới. Vậy thì cái năm cái giới xác định cho ông nè. Tôi bây giờ nói về giới ăn trộm ăn cắp nè, giới tà dâm thì tôi không biết, nhưng mà tôi thấy ông còn hút thuốc còn uống rượu là tôi không chấp nhận rồi. Không lẽ mà người cư sĩ mà đệ tử của Phật mà như vậy là làm sao mà gọi là đệ tử Phật? Ông quy với ông thầy nào? Ông đó còn hút thuốc phải không, còn uống rượu phải không? Truyền giới cho ông kiểu này là không được.
ông về ông về ông sửa lại mới là đệ tử của Phật, chứ mà ông không sửa lại thì ông đệ tử của ngoại đạo chứ không phải là của Phật đâu. Cho nên năm giới này đã xác định cho đúng là cái người cư sĩ đệ tử của Phật, phải không các con thấy? Mà bây giờ nó 10 giới sa di nó xác định cho người đệ tử tu sĩ của Phật rồi. Mà nếu mà tu sĩ của Phật mà nó sống không đúng cái 10 cái đức hạnh thánh hạnh này thì làm sao gọi là thánh tăng thánh ni được? Không thể nào gọi là thánh tăng ni. Người ta còn gọi là cư sĩ là thánh cư sĩ. Bởi vì cái giới thánh của nó ở trong cái giới cư sĩ là đức thánh hiếu sinh. Cái người cư sĩ mà biết thương tất cả sự sống của loài vật mới là đệ tử của Phật chứ. Đó là gọi là tâm từ bi hỷ xả của người ta mà. À, cho nên vì vậy mà cái giới hiếu sinh là giới không sát sanh như vậy. Đâu có phải cấm mấy ông đừng có sát sanh, mà mấy ông không có lòng thương yêu sự sống thì cái không sát sanh của mấy ông có nghĩa lý gì. Cho nên ở đây nó xác định được cái đức thánh của mấy ông là một người cư sĩ thánh đệ tử mà. Đã nói thánh đệ tử của Phật chứ đâu phải là nói đệ tử của Hàm Vương của Phật đâu. Bao giờ ông Phật mà nói là không thánh đệ tử. Cho nên mấy con đều, ví dụ cư sĩ là đệ tử của Phật, là thánh cư sĩ đệ tử của Phật chứ đâu phải là phàm phu. Năm giới này mấy con phải giữ gìn năm cái đức hạnh của nó. Cho nên năm đức hạnh này nó nói lên được thánh cư sĩ đệ tử chứ. Mà thập 10 cái thánh đức của Sa Di thì nó xác định cho được một tu sĩ vừa mới bước chân vào đạo Phật vẫn có 10 cái đức thánh của người ta sống. Thì như vậy là mới là thánh Sa Di chứ. À, còn mình Sa Di mà gì mà sống không có đúng những cái giới đức thánh này làm sao mà gọi là thánh Sa Di được. Cho nên ở đây kê ra những cái giới đức thánh ra thì từ cái ông nào dù là hòa thượng thượng tọa đại đức, tất cả những cái vị dù là có trình độ học thức tiến sĩ Phật học đến nữa mà ông sống không đúng, ông chỉ là ngoại đạo thôi chứ không thể nào được chấp nhận ông là đệ tử của Phật. Vì đệ tử của Phật gọi là thánh tăng và thánh ni, thánh cư sĩ, vì nó xác định được những cái đức hạnh thánh của nó. Mà nếu mà ông sống sai thì ông không phải là thánh đệ tử Phật. Đó, do như vậy khi mà cái bộ giới đức thánh mà ra đời thì xác định được cái chỗ mà chúng ta rõ cái người cư sĩ nào là đệ tử của Phật, mà người cư sĩ nào đệ tử của ngoại đạo. Cũng cư sĩ mà đệ tử ngoại đạo chứ đâu phải là cư sĩ nào cũng Phật hết đâu, phải không? Đệ tử của Phật là phải thánh cư sĩ, sống phải đúng năm giới, phải không? Đệ tử và tu sĩ của Phật là phải sống tệ nhất là phải sống 10 giới. Thánh Sa Di mà 10 giới người ta hẳn ngoài mà, làm sao phạm 10 giới này làm sao gọi là thánh được. Cho nên cái mục đích những cái thánh đức này nó giúp cho cái người tu đó, cái người cư sĩ đó ly dục ly ác pháp, làm cho họ sống đúng giới hạnh là họ có ly, họ có cái sự giải thoát của họ rồi, có phải không? Các con lấy giới mà kê ra thì các con thấy các con có giải thoát, không có còn làm đau khổ mình mà không có làm đau khổ người thì đó là giải thoát chứ sao, có phải đúng vậy không? Bây giờ ví dụ như thánh đức mà hiếu sinh, biết thương yêu sự sống của muôn loài thì mình ngỡ nào mình lại thương yêu mà mình làm khổ người khác được sao? Cho nên đó là giải thoát, phải không? Không làm khổ mình, không làm khổ người, thì như vậy là nội cái thánh đức đó đã một cái đức thánh này cũng là thấy được giải thoát rồi. Còn bây giờ không tham lam trộm cắp là đức thánh buông xả rồi, không tà dâm là đức thánh đạo nghĩa, không giận ngữ là đức thánh thành thật, không uống rượu là đức thánh thông minh. Năm cái đức thánh này của người cư sĩ phải là những người mà sống đúng cái này có phải là thánh cư sĩ không? Nghĩa là cái người mà sống đúng năm giới này thầy nói thật sự là cái người này thánh cư sĩ của Phật rồi, đệ tử của Phật là thánh rồi chứ không phải là phàm phu. Nhìn lại bây giờ cư sĩ mà theo đạo Phật, bây giờ tôi gọi là tín đồ đạo Phật thì năm cái giới đức thánh này có sống trọn đúng không? Không. Cho nên mấy người này là chỉ là cư sĩ ngoại đạo chứ chưa phải là cư sĩ của đạo Phật, có đúng không? Nếu mà cư sĩ của đạo Phật là phải như vậy, mà năm cái giới đức thánh này nó đã xác định được cái người này ly dục lẽ hóa hoàn toàn, cho nên họ không còn đau khổ nữa, họ không làm khổ khổ đau. Còn đức thánh của tu sĩ là 10 cái đức thánh Sa Di của nó thì các con thấy nghiêm chỉnh vô cùng, là thì làm sao ai dám chê nó được. Nó là thánh A La Hán rồi, chấp nó nếu mà chấp nhận 10 cái đức thánh này thì nó ly dục lẽ pháp hoàn toàn, cho nên nó thực hiện các pháp thì nó sẽ chứng quả A La Hán chứ sao. Các con thấy chưa, đi từ cái giới mà phải thấu suốt được cái lý của cái giới rồi thì lúc bây giờ chúng ta mới xác định đạo Phật có mấy người, còn lại được mấy người. Bây giờ nhìn thì đám đó ai cũng mang hy mặt bát, ai cũng vỗ ngực xưng mình là thọ tam quy ngũ giới hết, nhưng mà xét lại cho cuối cùng bây giờ
đạo Phật còn được mấy người, à, còn bao nhiêu là ngoại đạo hết á. À, như vậy là sai, là ngoại đạo chứ gì, không đúng là ngoại đạo chứ gì. Mấy ông đừng có vỗ ngực xưng tên, mấy ông là đừng nghĩ là mấy ông là đệ tử của Phật đâu. Phật không có chấp nhận những cái đệ tử mà phạm giới phá giới này đâu. Đức Phật đã xác định mà, giữ được con là Phật pháp còn, giữ được mất là Phật pháp mất mà. Mấy người đã phạm, mấy người đã phạm giới, làm hư hoại giới là mấy người đã làm Phật pháp chết rồi. Cho nên Phật pháp đâu còn mà gọi là đệ tử của Phật. Còn một cái người còn sống đúng giới luật, sống đúng thánh hạnh, thì do đó là Phật pháp chỉ có một người, cho nên Phật pháp còn là còn có một người chứ đâu phải còn nhiều người được. Đó, thân cho con nhân chân con đường tu, con nên nhớ rằng thánh hạnh làm rất là quan trọng. Thì trong vài hôm nữa thì các con sẽ đọc được cái bộ 10 thánh đức sa di, nghĩa là 10 cái đức thánh của sa di trước tiên. Mấy con đọc cái bộ, khi mà cái bộ giới mà thánh đức sa di này ra đời á, thì coi như là các bậc tôn túc hòa thượng ở trong cái hàng giáo phẩm của Phật giáo của chúng ta đều là bị đổ dở xuống, chứ chưa nói đến mà 100 mấy chục giới thánh của một vị tỳ kheo, một vị thọ phụ túc. Đó là mới có sơ dư thôi, nhưng mà nó xác định được cái tầm giáo của Phật giáo là như vậy. Để chứng chỉnh lại, toàn bộ Phật giáo nó phải thà là một người tu mà tu cho đúng pháp của Phật, tu cho đúng giới của Phật, hơn là nhiều người tu mà Phật pháp còn. Nó sau khi bộ giới đó nó sẽ xác định rõ được để mà chứng chỉnh lại Phật giáo hoàn toàn, đem lại cho cái đạo Phật và xây dựng lại cái nền đạo đức của đạo Phật để làm tốt lại. Người tu sĩ là phải sống như thế nào cho đúng. Nếu mà tôi chấp nhận tôi sẽ là đệ tử của Phật thì tôi phải làm đúng như vậy. Còn nếu mà tôi không dám chấp nhận thì thôi, tôi cứ sống ở ngoài đi. Đức Phật đâu có dụ, đâu có dụ dỗ người ta theo đạo mình cho đông đâu. Nghĩa là không bao giờ dụ dỗ ai. Anh muốn vào đạo tôi, anh phải làm sống cho đúng để đem lại lợi ích cho bản thân của anh thứ nhất và đem lại lợi ích cho những người xung quanh anh. Còn nếu mà anh vào đạo Phật tôi mà anh làm, anh đến dưới đạo Phật, anh là đệ tử của Phật mà anh làm khổ người, làm khổ anh thì anh không phải là xứng đáng. À, mục đích của nó là sau này nó phải chứng chỉnh như vậy đó, nó làm tốt lại như vậy đó. À, tôi nguyện cuộc đời tôi vào đạo Phật là tôi đem lại hạnh phúc cho mọi người và đem lại hạnh phúc cho chúng tôi, cho chính bản thân tôi, thì tôi mới vào đạo Phật. Còn nếu mà tôi muốn làm khổ thiên hạ, tôi muốn làm khổ tôi muốn làm khổ thiên hạ, thì tôi phải ở ngoài cái hàng rào của Phật giáo, đừng có vô trong cái hàng rào Phật giáo. Nó là cách thức của cái mục đích và cái cách thức đời sống của một vị tu sĩ của đạo Phật là cũng như vậy. Nên hôm nay thì trên cái bước đường mà các con theo thầy, các con tu lần lượt, thầy sẽ chỉnh đốn mấy con là hết để mấy con xứng đáng là một người đệ tử của Phật. Rồi bắt đầu từ đây về sau, các con mà đã sống đúng như vậy rồi thì các tu thấy không còn khó khăn, nghĩa là chứng quả là hắn rất dễ dàng. Bây giờ các con sống hê kề như đống trên đống rác mà các con muốn làm một bậc thánh à, à là hắn à, làm sao mà thánh được, phải không? Các con hiểu mình phải sống cho trong sạch, cho đúng cách của một thánh đệ tử. Thì lúc bây giờ đó thì cái con đường mà tôi để mà chứng quả là hắn đâu phải còn khó khăn. Cho nên trải qua một cuộc đời tu hành của thầy rồi, thầy thấy rõ ràng đạo Phật không phải là khó khăn. Cho nên hồi sáng này có một cái người Mỹ đó, họ nói khó quá, làm nói thì vậy chứ khó, làm khó quá. Tại vì họ chưa hiểu thôi, chứ đâu phải khó đâu. Mình tập sẽ thành quen. Nghĩa là bây giờ hồi nào tới giờ thầy đâu có ăn ngày bữa, nhưng bây giờ thầy tập thì ăn ngày bữa thầy cũng quen như thường. Mấy con về đây mấy con tập ăn ngày bữa, có ai bắt không, con chết bao giờ đâu mà sợ. Thành ra bây giờ cũng quen rồi. Tối trưa mình ăn, sáng cũng đâu có đói. Mỗi lần ở nhà dễ gì, sáng ra mà không ăn được miếng là chắc chắn là cồn cào bụng rồi. Chiều mà không có ăn, không uống gì nữa thì chắc cũng chịu không nổi rồi. Nhưng bây giờ các con thấy bình thường rồi, không còn gì nữa. Rõ ràng là mình sống quen chứ, đâu có cái gì đâu khó. Không? Bởi vì con người ta tập thành cái thói quen, mà thói quen tốt chứ không còn tập thành cái thói quen xấu. Còn một ngày mình tập ăn 3-4 bữa là tập thành cái thói quen xấu chứ đâu phải là thói quen tốt. Ăn cho nhiều, hao tiền hao của, mà rút cuộc rồi tiêu pha ra, bỏ ra, phí ra ngoài chứ có lợi ích gì đâu, không có lợi ích gì hết. Cho nên trong cái vấn đề tu theo Phật, các con phải biết sống cho quen, học cho quen, đừng có vội vàng. Hồi nào tới giờ mình sống nó không có đúng, bây giờ mình tập sống cho đúng. Đừng có mau, đừng có muốn mau, mà phải sống cho đúng cách. Từ đó mỗi một cái tâm niệm, Đức Phật đã bảo mình ly dục ly áo pháp, đừng có vội vàng. Mà hàng ngày mình sống, cái tâm niệm của mình khởi lên, nó muốn cái gì, thì lúc bây giờ cái muốn đó mà thực hiện cái muốn đó, nó đúng hay là nó sai? Nó đúng thì như thế nào gọi là đúng?
Nếu nó đúng á, là nó không làm khổ mình khổ người. Mà nếu nó không đúng á, là nó sẽ có làm khổ mình khổ người trong đó. Thì hễ không đúng thì nhất định là không làm theo, mà đúng thì làm. Thì các con làm sao mà suy nghĩ không làm khổ mình khổ người thì nó mới đúng, mà có làm khổ mình khổ người là không đúng. Bây giờ ví dụ như con khởi muốn có cái chiếc xe để mà lái đi làm công việc, phải không? Nhưng bây giờ tiền nó không có nè, bây giờ phải ráng lo làm cái này cái kia cho nhiều để mà có tiền. Thì đây là nó sai, nó không đúng. Là tại vì sao mấy con biết? Tại vì nó sai mình, nó làm cho mình phải cực khổ, tức là ác pháp. Bây giờ mình chỉ cái phương tiện của mình dùng thôi, đừng có theo cái ham muốn đó, thì tức là nó không làm khổ mình rồi. Do đó mình cứ cố gắng mình làm, đến khi mà nó có đủ điều kiện mà sắm cái xe thì cứ sắm, ai cắm ai cản mình. Còn bây giờ nó không đủ mà mình khởi ra tâm ham muốn, thì phải lo làm cái này, phải lo ăn trộm ăn cắp cái kia để mà làm cho có để sắm cái xe, thì như vậy lần lượt đưa mình đến cái ác pháp nhiều rồi, tức là sai. Không, các bạn thấy chưa? Cho nên trên cái vấn đề tu, chúng ta tu cứ ngồi mình xem xét. Cho nên Đức Phật nói trên tứ niệm xứ để mà khắc phục tham ưu. Bây giờ nó tâm, về tâm của mình thì nó niệm này nó khởi kia, hai đứa ngồi đây đừng niệm, nó niệm nhưng mà biết cái niệm này là tốt, cái niệm này xấu, cái niệm này phải, niệm này trái, cái niệm này dừng lại không làm theo, cái niệm này cần phải làm theo. Vì làm theo mà không làm của mình của người thì nó làm chứ, chứ đâu phải là niệm nào cũng diệt hết đâu. Đó, thì như vậy là hằng ngày các con ngồi trong tháp này, bây giờ ngồi tu cái gì, tu tứ niệm xứ nè, mà cái tâm nó khởi. Bây giờ nó nghĩ là thấy mấy cái ngọn lan kia thôi để nhắc ngày mai luộc ăn, như vậy là cái tâm mày còn tham ăn rồi. Ngày mai người ta không nhắc lan người ta cũng ăn, người ta sống rồi, tại sao giờ mày còn đòi thêm rau nữa? Thì như vậy là rõ ràng mày còn tham rồi. Như vậy là chỉ cái mặt của nó tham đi, thì do đó nó tham là phải dừng lại, không có được. Và cuối cùng thì nó dừng cái tham của nó đi, thì đó gọi là ly dục chứ cái gì. Cho nên mấy con tu mấy con ly là ly cái gì giờ? Nghĩa là chặn đứng cái lòng ham muốn của chúng ta là ly. Hằng ngày nó biết bao nhiêu cái mặt của nó hiện ra để mà nó sai chúng ta trong cái dục, mà chúng ta không thấy mặt, cho nên vì vậy mà nó bảo cái gì chúng ta cũng đi làm theo hết. Bây giờ ngồi đây mà nó thấy đống rác dơ kia, thôi đi quét cái đống rác đi. Thì cái này là cái dục chứ gì, chứ có gì giờ này đâu phải là giờ mày quét rác đâu. Sáng sớm là mày nhắc chỗ quét là tao cho mày sáng đó mày đi quét, chứ đâu phải là giờ này giờ đi hóng rác đâu, giờ này mày ngồi chơi chứ. Tao cho mày ngồi không mà mày không chịu, mày thấy đống rác kia hoặc cái cỏ kia mày ra nhổ. Bộ mày muốn cái được điều đó hả? Mày muốn là vậy thì tao cho mày làm mày chết. Như vậy là không có đúng. Mình làm như vậy là mình làm theo dục. Dừng lại cái dục này đi, gọi là ly. Còn chạy ra hốt đống rác, nhổ cọng cỏ kia thì như vậy thật. Sáng sớm là cái giờ tao lao động thì không phải là do tao muốn, mà đây là cái nhiệm vụ trọng trách tao phải quét cái sân cho sạch. Cho nên sáng sớm tao dậy tao cầm cái chỗ tao đi quét. Là cái trách nhiệm bổn phận của tao không phải ham sạch đâu. Phải không? Bây giờ mình quét cái sân của mình rồi, rồi bắt đầu cái giờ tôi ngồi thấy cái đống rác đó, bắt đầu biểu họ đi hốt đống rác cho sạch. Như vậy là cái dục chứ cái gì đó, cho nên mình phải diệt nó đi. Cho nên bây giờ mình ngồi đây mình thấy chà, có mối nó bò lên cái cột này nữa không, thôi để diệt nó đi. Giờ này đâu phải là giờ đi diệt mối, phải không? Buổi sáng là buổi mày chăm sóc quét dọn thì có mối thì mày trừ, còn không mối thì thôi buổi sáng chứ sao giờ này. Giờ này ăn tập cột tao không thèm nói tới đâu. Tao mày sai, tao làm cái gì cũng không được hết, nhất định là tao ly dục rồi. Tao còn hiểu không? Nó chút chút vậy chứ mà nó sai mình. Tôi không nhìn thấy một cái con thằng lằn, nó bắt cái con thương thân gì đó, thấy nó đập con như chết tội nghiệp quá. Rồi tôi tập từ đi, mình phải thương xót thôi để cứu. Mặt nó nhân quả của nó làm ác, kệ nó, giờ này đâu phải mày giờ đi cứu chúng sanh đó đâu. Phải không? Còn cái giờ mày đi cứu chúng sanh thì mày làm. Còn cái giờ phải giờ mày ở đây mày tu cái tâm của mình, mà mày cứ ba cái chướng ngại này thì trong cái xã hội này biết bao nhiêu là pháp chướng ngại, mà mày ngồi đó mày cứ lo cái chuyện tiếng hạ không thì cái tâm mày làm sao thanh tịnh, mày chạy theo dục hết rồi, có đúng không? Mấy con thấy mình ngồi, mình ngồi đây mình xét cái tâm của mình thấy mình có ly hay không ly thôi. Mà vì vậy mà gọi là tu tứ niệm xứ để khắc phục tham ưu. Những cái này là những cái tham ưu của mình mà mình khắc phục được thì mình còn tu cái gì nữa con? Nói đó con tu có nhiều chứ, thì thật ra tu gom lại thì mấy con chưa có ly dục ly ác pháp thì mấy con bị ức chế cái gì. Thầy nói thiệt ra, thầy ngồi tu khi mà thầy trở về pháp của Phật của mình sử, thầy một tuần ngồi chơi thầy nhắc tâm đi dục ra pháp như cục đất đi sao cái gì hết, ai nhắc nó vậy thôi. Thì nó phải cái tâm của mình nó như cục đất lượt đâu, bắt đầu nghĩ mà nó sai mình đi làm nữa chứ,
À, mày chết, cái dục của mày rõ ràng là tao bảo mày ly dục, mày phải ly chứ sao lại mày lại sai tao làm. Như vậy là mày muốn đó chứ đâu phải là mày không muốn. Như vậy là tao không làm. Rồi bắt đầu nó mình ra lệnh nó mình không làm, mình ngồi chờ. Cái lát nó kiếm chuyện khác nữa, chứ không phải là nó chuyện nó thôi đâu. Chuyện này rồi tới chuyện kia. Để coi một ngày mà khi mở tu á, các con sẽ thấy nó nhiều chuyện lắm. Nó sai mình nhiều chuyện, nó dục nhiều thứ lắm. Chứ không phải một thứ. Còn cái thanh thản an lạc nó ít lắm. Nhưng mà ngồi riết rồi nó sai không được rồi bắt đầu nó thanh thản. Trời ơi thanh thản sao cái đầu nó trống rỗng vậy. Trời ơi thanh thản sao cái thân mình nó nhẹ nhàng quá vậy. Thôi vậy mà sướng quá rồi, phải chi mà đi hốn rác đồ này kia, chắc cái thân của mình nó như cục đất rồi, nó nặng chứ làm gì. Đúng là mấy con nó cứ làm riết rồi, cái thân của mấy con thầy nhớ ở cục chì chứ đừng có cục đất. Nó nặng như cục đá vậy. Còn thầy nó sai thầy không được, bắt đầu cái thân của thầy nó nhẹ lên. Cái đầu thì nó trống rỗng, cái đạp tâm nó không phấn dập. Thầy có ngồi thiền thì có nhiếp tâm ở đâu. Còn hồi mà thầy tu thiền ông độ thì nhiếp trời kinh khủng lắm, mấy con đâu phải dễ đâu. Thầy nhiếp không có dụng tưởng vô được mà. Thì tôi kinh lắm chứ, nhưng mà cuối cùng nó có lợi cái gì đâu. Con này thì ngồi chờ, tâm thì sai thầy không được. Nó bảo thầy muốn gì cũng không được, hay cuối cùng thầy tài thắng nó, thầy lý mất. Có phải thầy xuống không? Có bao nhiêu đó thôi chứ gì. Thầy nói bây giờ thầy ở trên ghế này, thầy ngồi thầy chơi rồi. Thầy ngồi ở trong cái thất này nè, cái nhà này nè, thầy ngồi chơi nè, từ sáng đến như vậy. Nó bảo thầy đi tay, nó thầy không đi. Còn mấy con nó nói, mỏi chân nó phải đi. Các con rề chân đi, tức là nó sai mình, nó giục là chết gì. Ở mấy con thua nó rồi, còn thầy luôn luôn thầy thắng nó. Phải không? Cuộc đời thầy tu hành là thầy làm chủ nó, thầy thắng nó. Liên tục, nó sai thầy không được gì hết. Bây giờ giờ ngồi chơi nè, ngồi chơi tứ địch xứ nè. Phải không? Mày sai tao không làm nè. Thôi có nhắc nó vậy rồi. Vậy mà lát nó chuyện này hết chuyện kia. Rồi bắt đầu nó làm gì các con biết. Ngồi hơi vậy nó bắt đầu nó làm cho cái thân mình mỏi như vậy. Nó lắc đứng vậy đi là thấy khoái rồi chứ gì. Nhất định mày mỏi chết bỏ tao ngồi đây tao không đi. Thì như vậy là mình ly dục chứ gì. Còn nghe hơi mỏi mỏi nên bắt đầu đi làm cho mình nhìn cái này chưa thoải mái thử xuống. Xuống thao cho mấy con đã chạy theo dục hết rồi. Còn vô ngồi tôi thì mấy con cứ hít thở để ức chế nó. Cuối cùng lúc mà ức chế thì không dùng tưởng. Nhưng mà xả ra các con cũng không làm chủ được nó gì hết, không có ly được nó gì hết. Cho nên thầy nói thật sự thầy có 3 ngày là chứng đạo liền. Nó sai thì không được thầy chứng cái gì. Còn mấy con nó sai ly lịa à. Lá cái rờ tóc dài thôi để cạo cho nó trắng. Trời đất ơi, con đẹp đẽ gì nữa, các con biết không? Các con đọc cho người chiến thắng, câu thầy bây dai nè, tóc thầy nó phủ vậy nè. Thầy chẳng bao giờ thèm cạo tới nó nữa. Nó cũng muốn chơi, nó nói cái đầu ngứa quá. Bây giờ không có xà bông, thôi để cạo cho nó sạch đừng ngứa. Nó cũng sai thầy á. Thầy nó ngứa chết bỏ, tao không có sợ nó, tao không cạo đầu đâu. Ai nói tao tiên, nói gì kệ tao không cạo đâu, tao giờ trong thách tao biết tu, tao không có xả tâm, tao không có sai rồi. Cho nên râu thầy bây dai nè. À, tóc thầy nó phủ xuống nè, thầy kệ nó. Nó muốn làm được âm được bài với tất cả thầy trả cảnh. Còn mấy con hơi vậy cái nay là 12 rồi, còn 3 bữa nữa là rằm phải cạo tóc rồi. Trời đất, cô chưa tới cạo tóc mà lên nhớ nó dục vậy rồi. Như vậy là mấy cô tu làm sao cho tới. Các con thấy cái tâm mình nó sai. Thời đó sao lại nó cứ nó lựa chừng cần tới ngày đó nó sai chuyện này đến chuyện kia. Nó làm đủ thứ. Khi mà tu rồi mới thấy được mình ngồi rồi mình mới tu tứ niệm xứ, mình mới sáng suốt, mình mới quan sát được. Không ngồi thiền đâu, không có cần ngồi kiết già, không cần ngồi. Thường thường trong thách thầy không có cái ghế gì đâu, thầy ngồi dựa lưng vách chơi vậy thôi. Không thôi mở cửa ra, nó mở biểu mở cửa ra, vừa mà thấy chút cho sáng. Nhất là tập đánh cửa không có thèm mở. Mày đừng có sai tao được đâu. Cái mình coi như là mình đọc thoại với mình nói chuyện với mình luôn luôn, lúc nào cũng đấu tranh với nó hết. Nó bảo gì cũng được hết, nó bảo mở cửa sổ cũng mở, nó bảo mở cửa cái cũng mở, nó bảo nhìn ra ngoài không nhìn. Nó bảo nhìn ra mình nhìn xuống, mình làm cứ ngược lại nó, làm riết nó bắt đầu mà đi mất thì mình chính đạo. Có vậy thôi, có gì đâu. Các con thấy nó cái này nó dễ thôi chứ đâu có gì đâu khó đâu. Mình làm ngược lại mình đi, nó bảo gì cũng không được hết. Ngồi chơi là ngồi chơi, nó bảo mỏi thôi đứng dậy đi, nhất là nó không đi. Nhất là nó làm cái gì cũng không đi, nghĩa là chỉ có mình làm thôi chứ còn nó sai không được. Và cứ như vậy thì mấy con sẽ. Cho nên thầy Mạc Hạnh nói với thầy, con thấy cái pháp nó kỳ cục. Khi mà thầy bắt con vào trong thất tu 3 năm với thầy thì con thấy cuối cùng á, cái tâm nó sai con đủ thứ hết. Mà con biết là nó sai con không được, vì con biết mặt nó quá rồi, nó hỏi nó hiện ra cái tướng gì nó sai con không làm được nó. Cuối cùng á thì nó đánh con bằng cách này. Nó nói nếu mà thành thật thì như vậy là nó sai mình được rồi, thì tức là cái tâm ham muốn của mình hết. Mà mình đầu nhỏ tới lớn mình chẳng biết gì đời hết rồi, nó không là ham muốn nữa thì nó ủa quá.
Thôi bây giờ để ra đời cho mình biết chút ít để coi thử coi nó sao, rồi bắt đầu mình vô tu chắc ăn chưa được không, nó mất hết muốn thì sao? Thành Phật rồi đâu còn muốn nữa, nó nghĩ rằng rõ ràng là nó hết muốn được, cứ mình bảo nó cứ nó sai gì cũng không được hết thì chút là nó hết muốn cái gì, thì như vậy rõ ràng là thành Phật cái gì. À, như vậy là không được. Mình từ hồi nhỏ 8 tuổi theo thầy tu tới bây giờ chẳng biết gì ngoài đầu hết trơn hết trọi rồi, không biết có ở quán là sao đây. Bây giờ nó nếu mà nó hết muốn luôn là chặt chết luôn rồi, đâu có biết gì nữa. Nó bắt đầu nó lý luận, nó cũng là lý luận như vậy chứ đâu phải không. Nó lý luận nó đánh ông thầy cũng tan nát chứ không phải vừa. Nó còn hiểu không? Cho nên mới xin phép thầy mặc chiếc áo đời. À con mặc áo chiếc đời đó, để con biết đời rồi. Mai mốt nó làm sao nó dụ con được, con biết nó mà, con không có sao. Đó, thì hôm nay mấy con á, là hiểu biết đời rồi, đời là khổ rồi. Ông Phật đã xác định, giờ mình cũng đã hiểu biết rồi. Nghĩa là ví dụ như mấy con tu sĩ, mấy con đã biết đời khổ nhiều rồi. Thế mà bây giờ để cái tâm mình sai, nhất định là không được sai nữa. Hả? Cho nên ví dụ như mấy con về, về đây ở 2 bữa, 3 bữa, 4 bữa. Sai cái gì tao không làm hết, tao là người vô sự nè. Thanh thản, an lạc, vô sự, thân thì an lạc, tâm thì thanh thản. Mà vô sự không làm việc gì hết, sáng sớm á, tao xuất chỗ tao đi quét là tại vì buổi sáng phải làm công việc. Phải không? Mày tao sai mày làm chứ không mày không sai tao. Còn trưa tao phải xách bịch bát tao đi xin cơm ăn. Tao sai mày đi xin cơm chứ không phải là mày đói bụng đi xin. Bây giờ 5 giờ chiều mày biểu tao đi xin cơm, nhất định là tao không đi chết bỏ. Phải không? Sáng mày bảo tao bưng bình bát đi xin cơm ăn, tao nhất định không đi, không mày không có chấm tao được. Như vậy là nó sai mày được không? Nhưng mà tới giờ đúng 11 giờ là tao đi xin cơm. Mày không sai tao cũng đi nữa chứ đừng nói. Cái giờ nào mình làm ra giờ nấy, sáng ra đúng giờ tao đi quét sân. Không khéo mày nói sáng ra bây giờ mày không chịu quét sân cho mày nằm, mày cứ nằm nghỉ ì đó, mày làm biếng mày nằm ở trên giường. Mày nói mày rảnh rang mày vô sự, mày làm biếng đâu có được. Sáng sớm mai cũng chắc chậu quét thì mày cũng phải đi quét chứ mày đâu có làm biếng cho được. Vì giờ đó mày tài nói chứ nó đâu có sai mình. Còn giờ này đâu phải giờ quét mà mày bài đặt. Tao sách dậu ra đâu quét à. Mày sai tao như vậy là trận giờ là như vậy là mày dục. Cho nên tao không phải làm theo dục. Thì như vậy cuối cùng là mình người thắng nó chứ gì. Tức là ly dục. Các con hiểu cái cách ly chưa? Học ly là học như vậy chứ sao? Chứ đâu phải ly tầm như cục đất, ly tham như xuyên. Cái này là các con luyện cái pháp ý thức lực để thành nhậu lực thôi. Chứ các con làm sao ly? Ly là mình không làm lại theo cái lệnh của nó, theo cái ý muốn của nó thì tức là mình ly nó. Và cuối cùng thì nó ly ra. Nó ly ra rồi mình giải thoát chứ có gì đâu. Các bạn thấy chưa? Rồi thầy muốn nói cái kinh nghiệm để cho chúng ta biết tu tứ niệm xứ là như vậy. Cho nên cái ngày xưa mà ông Châu Lậu Bằng Đặt, ông vốt, ông học có 4 câu kệ mà anh ông dạy, ông thuộc. Đất ngoài mà anh ông dọn không được. Mày ngu quá mày đi về đi chứ mày tu gì mày học có 4 câu kệ mà không có thuộc. Ở đây tao mất công tao quá, tôi dạy mày có 4 câu kệ. Ông này thì ông ham tu mà bắt ông phải học. Thì ông làm sao mà ông học được. Cho nên ông khóc. Ông anh nói kỳ chiều nay là mày phải đi về chứ mày không có được ở đây nữa. Mày học mày dốt quá như vậy là sao được mà tu. À, đuổi ông vậy, ông tức quá, ông cứ ngộ khóc. Ông Phật, ông đi ngang qua, ông nghe, hỏi tại sao khóc. Nói anh tôi chiều nay kỳ, đủ tôi không biết sao tôi ở thì tôi nữa, tôi học vốn đâu kệ ông được. Ông Phật nói thôi, đến thách của Phật đi, Phật dạy cho các thức tôi. Ông dạy ngồi quét tâm, tức là tu tứ niệm xứ trên thân thọ tâm pháp mà quét ra cho sạch. Cứ quét thì không học cái gì nữa. Về nói với ông anh, nếu mà đuổi lần nữa thì Đức Phật không chấp nhận nha. Đức Phật đã chấp nhận con là đệ tử của Phật rồi, thì bây giờ phải là quét cái tâm cho sạch. Thì ông cứ ngồi, tới ngày ông ngồi thân quét, không có đi đâu hết. Tới giờ đi sinh à, thì đi sinh việc ăn. Mà hết giờ thì thôi không có làm gì nữa hết, cứ ngồi đó quét. Thế chừng mà cái ngày mà người ta đi thọ trai hết, tất cả mọi người đều được mời đi thọ trai. Thậm chí như Đức Phật cũng được mời đi thọ trai. Còn cháu Lợi Bằng Đạt này, không ai thèm mời ông hết. Người ta cũng có mời nhưng mà không thèm đi. Cứ ngồi ông đâu quét, quét cái tâm ông cho sạch. Và cuối cùng thì khi mọi người đi hết rồi, ông nói hôm nay cái tâm của mình nó sạch rồi, nó không có sai mình được nữa rồi. Vậy thì mình sai thì con nó làm được không? Nghĩa là bây giờ ai cũng đi dấn hết cái rừng này á, thì phải có 1000 Bằng Đặt nó ngồi đầy mọi cái gốc cây này cho ta. Thì lúc bây giờ ông Bằng Đặt cũng ngồi đầy hết 1000 ông ngồi đầy cái rừng hết. Ông nói như vậy là tao sai mày được rồi. Hồi nào bây giờ mày sai tao làm theo mày đủ thứ, phải không? Bây giờ mày sai không được, bây giờ tao mới sai mày. Do đó ông sai bây giờ nó biến ra 1000 ông Bằng Đặt ngồi khắp rừng hết. Thì lúc bây giờ ông Phật ông đang thọ trai, tức là ông đến nhà của người thí chủ. Không biết ông Bằng Đặt đã chứng đạo rồi mấy con.
Tất cả với thầy thì không biết, nhưng mà ông Phật ông biết. Ông mới nói với cái người mà thủ chủ á, cái người chủ nhà, ông hãy đến cái khu rừng mà chỗ Đức Phật ở đó, gọi ông Bằng Đạt đến để thọ thai. Bây giờ chỉ còn một ông tu sĩ đó thôi. Cái ông này ông đến cái khu rừng, ông thấy sao mà ngồi đầy hết mà có một ông thôi. Ông nào cũng giống ông nào, ông y như vậy hết. Ông không biết ông Bằng Đạt là ông nào. Ông nói lật đặt gì, ông nói sao mà trong cái khu rừng chỗ Phật ở bây giờ có một ông tùy theo, có một cái khuôn mặt y như nhau mà ngồi ở góc cây nào cũng có hết. Thì ông Phật nói cứ đến đó ông gọi, ông nào là ông Bằng Đạt đó, hãy vinh lệnh Phật mang bát mà đi thọ thai. Thì lúc bây giờ cái ông nào mà bước ra rừng mà mang bát thì đó ông đó ông Bằng Đạt. Thì lúc bây giờ đó cái ông cư sĩ đó, ông đến đầu cái cửa rừng đó, ông đứng đó, ông mới gọi ông nào là ông Bằng Đạt đó, lệnh của Phật mời ông đi thọ thai. Thì lúc bây giờ tất cả những ông Bằng Đạt khác mất tiêu hết, chỉ còn có ông Bằng Đạt mang cái bình bát, giống cái y như con vậy đó, con bình bát đi ra. Thì lúc bây giờ đi theo cư sĩ đến thọ thai. Thì các con thấy cái tu nó đơn giản chứ đâu phải là khó khăn đâu, có ngồi thiền đâu, có nhập định đâu, có làm cái gì cho nó cực khổ đâu. Chỉ có ngồi trước cửa thất của mình, chơi cái thất của mình thôi, vô sự hoàn toàn chơi với ai thôi. Tức là sống độc cư gì, đúng là cách thức Phật dạy với gì. Ngồi đó mà quét tâm của mình, tức là tu tứ niệm xứ gì. Ông ngồi siết, nó ngồi là nó xài ông đi, ông cũng không đi nữa, tao xài tao không được. Mỏi chết bỏ, đâu có bao giờ ai mà ngồi mỏi mà chết bao giờ đâu. Cho nên ông không thèm đứng dậy đi, cứ ngồi đó chấn lại với tâm ông. Cuối cùng ông xả ly sạch tấm ông tiền dịch. Bởi vì mình đang ở bệnh, đang bị cái tâm mình sai mình, cho nên mình không có làm được chuyện gì hết. Trái lại, nó sai mình không được, cuối cùng mình lại sai nó. Thành ra nó biến được ngàn vàng đặc, có phải không? Bây giờ cái chuyện tu nó đơn giản như vậy à, mà sao lại mọi người làm không được chứ? Thầy nói, sao cũng lâu quá vậy? Thầy còn thấy rồi, có người tu theo thầy nè, 2 năm, 3 năm, có người 2 tháng, 3 tháng, có người 5 tháng, 6 tháng rồi. Mà bây giờ không làm được như ông Bằng Đạt chút nào. Mà ông Bằng Đạt ổng dốt hơn mình nhiều, phải không? Còn mấy con bây giờ chủ nghĩa đến nào cũng cả bụng hết rồi, còn ông Bằng Đạt giết tôi không được. Có phải không? Lẽ ra một cái người dốt như vậy là phải tu khó chứ. Thế mà người ta không khó. Còn mình là người biết chữ mà tại sao mình tu lại lâu? Cho nên, theo thầy thiết nghĩ tu phải tu đúng. À, bây giờ nói như vậy là tới cái giờ, tại vì cái giờ đó là cái pháp đó, mình ôm pháp mình tu, là mình ôm cái pháp mình tu. Nó có vọng tưởng, không vọng tưởng, thay kệ nó, miễn là tôi tu cho đúng cái pháp này thôi. Thầy bảo tôi là bây giờ thân hành niệm là phải đứng lên ngồi xuống như vậy, à, hành động như thế nào tôi làm đúng. Tới cái giờ mà đi chánh niệm tỉnh giác, đi kinh hành tôi cũng làm tôi đúng. Tới cái giờ ngồi hít thở tôi cũng làm đúng. Tới cái giờ mà ngồi chơi tôi tứ niệm xứ tôi cũng làm đúng, nhưng mà cái tâm tôi sai không được. Giờ này giờ mày tu cái này thì mày phải làm cái này chứ mày không được làm cái khác. Rồi giờ mày ngồi chơi thì mày ngồi chơi, tức là mày cũng không có sai được. Vì vậy tao ngồi chơi chứ tao đâu phải đi làm sao mày sai. Đúng không? Còn bây giờ thí dụ như con thấy cái nền nhà con dơ, con lấy cái thùng nước con đi làm. Như vậy là đó là nó sai con đi làm lao cái nhà. Như vậy là các con đâu có xả. Nhất định là không xả. Ngày mai đó sáng buổi sớm tao đi quét sân, còn thì giờ vô tao lao, chứ bây giờ mày sai tao không được. Phải không? Hôm rày nó dơ sao lại không làm, mà bữa nay lại phải đi muốn làm. Thì đây là mày sai, cái sai tao làm chứ đâu phải được. Cho nên tất cả những cái chuyện nhỏ nhặt này các con phải đều quan sát kỹ cái tâm của mình, để cho mình ly sạch rồi nó sai mình không được là nó hết. Nghĩa là nó hoàn toàn nó phải hết thôi. Nó thì hôm nay thầy nói để cho con biết cách thức tu tập, sau này mà có một cái duyên chỉ trong vòng 3 bữa đến 1 tuần lễ mà như Đức Phật đã nói, 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. À, nếu mà trong 7 ngày mà ngồi quyết tâm của mình mà cái kiểu ông Bằng Đạt đó, thì 7 ngày thì có thể là mình sẽ bảo ông Bằng Đạt à, sẽ ngồi khắp rừng cũng được đó rồi. Đâu có gì đâu cái chuyện đó, bởi vì khi mà cái tâm nó định tĩnh, nó không có sai mình được, nó ly dục rồi, thì nó thanh tịnh rồi, thì nó thanh tịnh thì nó có 7 cái năng lực của nó, tự nó xuất hiện. Như hồi nãy có hỏi thầy là mình phải tu suốt cái thời gian là 12 tiếng đồng hồ thì 7 cái năng lực đó nó mới xuất hiện hay là như thế nào? Không phải. Bởi vì cái sức mà định tĩnh của chúng ta nó tuy rằng nói nhất giả hiền là 12 tiếng đồng hồ là cái tiêu chuẩn, là phải đạt được cái sức định tĩnh đó là 12 tiếng đồng hồ. Đó là trong kinh nói. Nhưng mà hằng ngày chúng ta tu chỉ có 2 tiếng hay là 3 tiếng trong một buổi mà thôi. Nhưng mà cái sức định tĩnh của chúng ta mà được định tĩnh rồi thì bãi giác chi này nó không cần phải mà chúng ta tu suốt 12 tiếng đồng hồ. Nhiều khi các con cố gắng mà ôm suốt 12 tiếng đồng hồ
để mà tu tâm, thì trong khi đó tâm các con nó chưa hoàn toàn định tĩnh. Còn bây giờ thầy chỉ tu mỗi một buổi, thầy tu có 2 tiếng thôi, không? Nhưng mà thầy xả tâm, thì tu tập kỹ, do đến 2 tiếng đồng hồ này, thầy thấy hoàn toàn nó định tĩnh. Sáng cũng vậy, trưa cũng vậy, chiều cũng vậy, tối cũng vậy, 4 buổi, mỗi buổi thì tu có 2 tiếng, chứ thầy không có tu nhiều. Nhưng mà thời nào thầy cũng tu, thấy nó định tĩnh rõ ràng, phải không? Mà khi thời nào nó cũng định tĩnh được rõ ràng, thì bả giác chi nó sẽ xuất hiện, chớ không phải đợi 12 tiếng đồng hồ. Các con hiểu chưa? Các con hiểu chưa? Nghĩa là bây giờ sáng thì tu buổi sáng nè 2 tiếng, buổi chiều 2 tiếng, buổi tối 2 tiếng, buổi khuya 2 tiếng. Mà 2 tiếng đồng hồ này nó vẫn định tĩnh rõ ràng, là nó định tĩnh, nó ở trong một cái trạng thái đầu óc rỗng rang, không phóng vật, thẳng hồi đàng hoàng. 2 tiếng đồng hồ rõ ràng, buổi sáng, buổi chiều, buổi tối, khuya, 4 thời nó cũng như vậy. Mà thầy cũng có 2 tiếng, thầy đâu có tu cần gì phải 12 tiếng đồng hồ. Nhưng mà suốt trong một ngày một đêm như vậy, mà mỗi thời tu chỉ có 2 tiếng, mà nó định tĩnh như vậy rồi, thì bả giác chi nó cũng xuất hiện đủ. Tại vì nó định tĩnh, cái mức định tĩnh của nó thì nó phải xuất hiện đủ. Còn bây giờ các con có ôm ráng, bây giờ thức suốt đêm, nghĩa là tu suốt 12 tiếng đồng hồ, mà nó chỉ có định tĩnh có 2 tiếng đồng hồ, còn bao nhiêu nó không định tĩnh, lát nó xẹt cái này, lát nó buồn ngủ, không cầm, nó vô ký, nó đủ loại ở trong này hết. Thì như vậy là cái đêm 12 tiếng đồng hồ này các con không có chất lượng chỗ nào, thì bả giác chi nó cũng không xuất hiện. Các con hiểu chưa? Cho nên có nhiều người nó thường ráng thức một đêm, tôi tu một nhất là hiền, một đêm làm thánh hiền, chứ thật ra một đêm mà nó có chất lượng không có. Còn thầy thì tu từng tự tu, cho đến khi có thể buổi sáng thầy tốt nè, buổi chiều thầy tốt nè, buổi tối nó không tốt, nó có niệm rồi, nó phóng vật rồi, buổi khuya nó phóng vật. Như vậy là thầy phải tu, tu sao mà thay thử coi. À, cái thân này đó, phải biến ra một cái ngàn cái thân nữa, ngồi hết cái tay đường này cho ta xem. Mà mình ra lệnh như vậy coi thứ coi. Cái bắt đầu nó ra lệnh, cái bắt đầu nó ngồi lấp ngóc từ trong này tới kia nó 1000. Rồi nó ngồi xuống cái thềm nữa. Nó rõ ràng là mình thấy nguyên là mình ngồi đó. Như vậy là mày nghe lời tao được rồi. Như vậy là tao thanh tịnh tâm rồi. Phải không? Cái thứ các con làm thử, sai thử nó thì mới biết được cái năng lực của mình chứ gì. Thì cái này là rõ ràng là chúng ta phải, khi mà tu thì bao giờ chúng ta cũng phải có cái thử thách chứ. Chứ đâu phải là ngồi tu chơi. Chẳng hạn bây giờ như mấy con ngồi trong tháp mình tu, mà thấy cái tâm của mình nó định tĩnh rồi, hoàn toàn nó rỗng rang rồi, nó không phóng vật rồi. À, tao sai thử rồi mày làm coi được không? Bây giờ cái thất này chật thấy không? 10 người mày phải hiện ra 10 người ngồi đây cho tao coi thử rồi. Thì bắt đầu đó, mình bảo 10 người giai mặt ra hết. Thì bắt đầu nó ngồi lũ khủ, nó ngồi đi mà. Là tao ngồi đối diện với mày, tao chưa anh đứa coi mày ngồi, mày ngó như ngày tao. Thì bao nhiêu thằng đó nó ngồi ra, nó hiện ra, nó ngồi, nó ngó mình ngồi ngó nó. Như vậy là cái tâm tao thanh tịnh rồi, tao mới biểu mày làm được. Phải không? Như vậy là khi nào mà con ở trong thất mấy con làm thử, mà thấy nó ngồi lũ khủ như vậy, đó là mình đã có hiệu nghiệm. Còn mình bảo mà chưa được, thì nó chưa có hiệu nghiệm. Có vậy thôi, có gì đâu. Thì trong cái đường tu là vậy. Cho nên hồi trong thất thầy cũng thí nghiệm chứ. Chứ đâu phải là cái chuyện thầy bảo hơi thở này tĩnh chỉ ngưng rồi. Bắt đầu nó ngưng. Thầy bảo thở lại coi, thở lại. Như vậy nó nghe lời mình rồi, được rồi. Vậy thì tao bảo mình ngưng 1 giờ, rồi tao bảo mày 2 giờ, thì nó nghe lời 2 giờ, 1 giờ, mới làm theo đúng. Thì như vậy là tao làm chủ mày rồi. Phải không? Bao giờ mày cũng phải thử hết. Chứ không thử rủi ra là nó nín thở luôn chứ. Mình tu chưa được mà nín thở lấy gì tu nữa. Cho nên mình phải thử, thử. Cho nên khi mà mình ngồi lại thử, mình tu mình thấy cái tâm mẻo thanh nó rất rỗng rang, nó không phóng vật. Cái thanh của mình nó nhẹ nhàng, nó ở trong một cái trạng thái. Rồi cả mình nhìn, quan sát, mình cảm nhận được cái tư trường của mình, nó có cái sự bảo vệ của cái thân của mình rồi, thì mình thấy mình có cái năng lực, mình cảm nhận được cái sự tu tập của mình chứ. Bắt đầu mình thử chứ, đâu phải là không thử. Mình thử, cho nên nhiều cái mình thử mình mới thấy hay thiệt chứ. Mình tu gì không uổng công. Như vậy là một mình bây giờ mà ngồi được 10 người thì mình thấy không uổng. Rồi mình bảo 20 người, 30 người, 50 người, nó bao nhiêu nó cũng ngồi được hết. Nó cũng hiện ra nó ngồi. Y áo không biết ai mai nó mà nó mặc đầy đủ hết, nó không có mặc đồ rách. Thì mình thấy nó rõ ràng là nó hay chứ. Thì mình thấy mình nghiệm được cái năng lực của mình làm được cái công việc này. Vì vậy nhưng mà mình chỉ nghiệm để xem thôi chứ không khoe khoang ai đâu. Rồi bắt đầu từ đó mình mới thực hiện các cái định để cho mình thực hiện được cái rốt ráo cuối cùng và làm chủ được sự sống chết rồi.
Thì lúc bây giờ thì mình tìm cái người nào cần thiết để cho mình nói là cái điều này. Còn nếu mà không ai cần thiết nhất định là không nói. Cãi răng cũng nói, không khoe ai hết. Các con hiểu điều đó à, cho nên đó là một cái vấn đề của những người tu. Các con ngồi trong tháp, các con biến ra 1.000 người hoặc là 50 người ngồi trong tháp các con. Ở ngoài ai biết được? Không ai biết được đâu. Nhưng mà chỉ có con mới cười thầm với mình. Rõ ràng là một mình sai nó làm được nhiều thầm như vậy. Tốt quá à, rồi bắt đầu, được rồi, tao sẽ làm tới những chuyện khác. Cho nên khi mà Đức Phật ngày xưa mà khi mà thực hiện Túc Mạng Minh, Ngài thử, Ngài biết đời một đời kế tiếp, một cái đời của Ngài, cái kế tiếp đời này. Thì Ngài nói, được rồi, tao sẽ bảo mày phải biết đời trước nữa coi. Thì đời trước kế đó nữa, đời trước kế nữa. Nhiều đời Đức Phật biết nói, như vậy là đúng là mày Túc Mạng Minh rồi. Được rồi, tao như vậy là tao đã thực hiện được Túc Mạng Minh. Vậy thì bây giờ thực hiện tao Thiên Nhãn Minh. Thì lúc bây giờ Đức Phật, bởi vì lúc bây giờ đó mình ngồi mình thực hiện cái năng lực của mình để cho mình thấy được cái Thiên Nhãn Minh của mình. Rồi sau cuối cùng là mình thực hiện được cái lậu tịnh. Thì các con thấy khi chưa rồi mình phải thực hiện hết. Mình phải thực hiện tất cả những cái gì mà mình từ lâu. Ví dụ như bây giờ khi mình thực hiện được rồi, thì bắt đầu bây giờ nó mình thực hiện như thế nào? Mình biết được nhiều đời của mình. Bắt đầu bây giờ thầy mới hỏi, bây giờ ông thân mày chết cách này 10 năm. Vậy bây giờ đó, mày tìm ông thân mày sanh đâu? Mau. Thì bắt đầu nó thấy liền. Nó thấy ông sanh ở chỗ đó rồi. Con của ai, nhà gì, tên gì, ở nước nào, nó biết rõ, tên họ gì nó biết rồi. Được rồi, mai mốt tao rảnh tao đi đến đó. Được. Phải không? Mình thấy rõ ràng, cái này là rõ ràng là cái năng lực của mình mà. Bây giờ mình mới tu tập để rồi mình sử dụng nó nè. Đó là như vậy chứ, không lẽ mà tới đây là mình không biết sử dụng sao, mình biết xài nó chứ. Đó là những cái này nó bù đắp lại bao nhiêu công lao mà vất vả cực khổ. Đến hôm nay mình đã làm được cái này. Nó mới vậy, nó mới thấy là hạnh phúc. Mới lên thấy sướng sướng, mình thấy không khí. Ăn ngàn bữa mà tôi cũng được gì hết, ủa chứ. Người ta ăn ngày ba bữa, người ta hưởng dục lạc thế gian, còn mình cũng hưởng gì hết mà rút cuộc mình chẳng được gì hết à. Lại nhốt mình ở trong cái nhà tầm dâm, rút liếc như thế này, nó chẳng có sướng sướng chút nào hết. Mà cuối cùng không được hết. Thầy thậm chí như thầy nói như thế này nè, các con thấy nè, thầy nói như thế này. Thậm chí như bây giờ cái nhà của mình tầm dâm, thầy báo cái nhà này thành cái nhà tường hết của tao đây. Nó dứt liếp mà nó thành nhà tường hết. Mà thầy muốn nó dứt đá, nó làm dứt đá. Thầy muốn cái gì nó làm cái đấy. Tại sao nó làm được? Nó thờ hồ à? Nó đâu có thờ hồ mà nó làm hay. Thì mấy con tu rồi mấy con sẽ làm. Đừng có nói chuyện nó không làm được đâu. Cái năng lực của nó, con biết hơi thở mà nó tịnh dĩ được rồi, nó làm tất cả mọi cái được. Mà chỉ có chút xíu là cái tâm của chúng ta nó hết dục là nó được, mà nó còn dục là không được. Nó có chút vậy thôi. Nghĩa là bây giờ các con có luyện bùa luyện chú, nó cũng có thành thông vậy. Nhưng mà kiểu thành thông nó dở, nó chỉ lừa đảo người ta thôi. Còn cái này không, cái tâm hết dục là nó thanh tịnh, nó sẽ làm được. Cho nên chúng ta để cái dục chỉ cho nó khổ mấy con. Quăng nó ném ở ngoài đi, nó sai mình không được là nó ly rồi. Cho nên thầy khuyến khích mấy con ghi gốm. Thầy nói như vậy không có nghĩa là thầy ca ngợi thành thông đâu, nhưng mà khích lệ và sách tấn của các con sẽ thấy cái năng lực của các con làm được những cái chuyện mà người ta thường nghĩ nó là thành công chứ không phải đâu. Cái năng lực của nó là năng lực của nó. Cho nên các con đừng có phí uổng cuộc đời. Cái pháp của Phật nó như vậy rồi, chúng ta phí cuộc đời chúng ta bỏ uổng, chúng ta dẹp hết đi. Cuộc đời này còn có nghĩa lý gì? Nó không có nghĩa lý. Bây giờ các con có làm tiền bạc đấm đấm nó cũng nghĩa. Bây giờ các con có làm chính phủ, thủ tướng, tổng thống gì nữa, con có nghĩa lý gì đâu. Các con không làm được gì đâu. Cho nên cái đời của các con mà được Phật pháp, được chánh pháp rồi, cái pháp như lý tác ý là cái điều kiện tiên quyết để mà chúng ta. Cho nên thầy nói đừng có lời rời cái pháp này là những cái khoa. Lúc nào chúng ta cứ ôm pháp nhắc nó thôi, cứ đừng có lìa nó. Lìa là các con không nhắc nữa là các con bỏ phao nó, các con bị chìm. Chứ con đừng nghĩ là sao mà cứ tác ý hoài nó không có an, để mà mình ngồi không nó an sướng mình chết mà. Các con coi chừng à, nó đưa các con đây xuống dưới cái dòng cái biển đục mà các con sẽ chết chìm ở dưới đó. Cho nên thầy nói thật sự là cứ ôm pháp, cái gì cứ tác ý nó, bây giờ nó cảm thấy gì chúng ta cũng bỏ, chúng ta không có ham gì. Mà chúng ta làm sao mà tác ý nó làm theo chúng ta được. Bảo nó an là nó an, bảo nó không niệm là nó không niệm, bảo nó không đau là nó không đau, thì cái đó là cái cần thiết cho mình. Đó là cái hạnh phúc nhất. Bởi vì khi mà mình bảo như vậy mà nó nghe nó làm được, thì cái gì nó làm cũng được.
Đó, đó là cái con đường của chúng ta tu, con đường của đạo Phật, đem lại lợi ích cho bản thân của mọi người. Thế mà chúng ta không biết Phật pháp mà chúng ta quý bỏ, quá được. Được thân người là khó, được chánh pháp còn khó hơn. Bây giờ được thân người là một điều khó mà chúng ta được, mà bây giờ là chúng ta bỏ cái thân người để chạy theo ba cái dịch, là ba cái ảo giác này làm gì? Các con thấy ăn là có ảo giác, ngủ là cái ảo giác, nhà cửa là ảo giác, tiền bạc là ảo giác, có cái gì đâu? Tại sao chúng ta còn ham những cái ảo giác đó? Có ai mà chết mang cái tiền bạc, mang cái của cải, mang cái quần áo được đâu? Chết được những họ dùi xuống dưới đất, cũng ở trong hồn thành đất, cắt có ra cái gì? Phải không? Các con thấy không? Nó có ảo rồi, chúng nó không có thật đâu. Vậy mà còn ham nó làm gì? Ăn ngon đó là có đau đó, ăn ngon đó có khổ đó. Sống ở trong cái nhà đẹp, đẹp đó rồi nó có những cái tai họa đến cho mình, chúng nó đâu có sung sướng gì đâu. Dẹp nó đi, bỏ nó đi đi. Thầy nói thật sự ra chỉ còn nỗ lực thực hiện. Một là sống, hai là chứng quả là hát cho này. Cái thọ nó là vô thường mà nó làm gì mà nó đánh chúng ta được đâu. Nó không có giết chúng ta chết được đâu. Nhân quả chúng ta hết là nó chết, mà không hết là nó không bao giờ nó chết. Cho nên chúng ta chẳng hề bao giờ sợ. Rút ráo, huynh chặt pháp, bỏ hết cuộc đời nữa thì mấy con sẽ. Nghĩa là giờ nào các con làm ra giờ nấy. Giờ ngủ là đi ngủ, mà giờ thức là thức. Nó đi ngủ nó sai, con đi ngủ là không ngủ, nhất định là chống lại hoàn toàn, chiến đấu tận cùng, thì các con sẽ là người thành công. Nghĩa là mình cứ đừng có làm theo cái tâm của mình là được. Thì nói như vậy là các con nên nhớ rồi, khi mà vô thất rồi, các con đâu còn lo đói cho nó. Chưa chắc chắn là người ta sẽ bố thí cho mấy con bữa cơm được. Không có chết đói đâu mà sợ. Nghĩa là con dở, con ngon gì hay kệ, con cháy, con thiêu, con thúi gì, miễn là có ngày đó mình có nhét trong bụng mình được là thôi. Rồi, không có cần lo gì nữa hết. À, tới giờ đó là ôm bát đi xin thôi. Rồi, thì như vậy là ngày hàng giờ các con, thật sự ra mấy con về đây, mấy con không có lao động, không có làm gì, mấy con cứ ngồi để mấy con làm. Như vậy đi. Tổng dòng một tuần lễ mà mấy con thành bạc đó, thầy đầu hàng cho mấy con. Người nào cũng thành hết à. Nhưng mà mấy con đừng có làm theo cái tâm mấy con, thì bây giờ chắc có lẽ là 7 năm chưa sao. Chứ đừng nói 7 ngày. Cứ nó sai mấy con làm cái này, sai mấy con đi làm cái kia, sai mấy con mở cửa đi ra dồn trời, dồn mây, dồn gió, thì câu thì kiểu không sợ đâu. Thở đầu hết rồi. Mấy con còn ham chu du ở cái thế gian này đó, còn ham ở cái thế giới này, thì ra đó mà nhìn trời, nhìn mây, nhìn gió, thì nó không bao giờ tới. Ngồi đây mà gục đầu xuống đây, mình nhìn coi cái tâm của mình, coi mày muốn cái gì đây. Mày muốn là tao ly, mày muốn là tao ly, cứ như vậy ly xiết, ly cho sạch, lìa ra hết. Bởi vì đạo Phật nói ly dục ly ác pháp mà. Phải không? Các con thấy ông Phật vô giải mình bảo ly dục ly ác pháp, ngăn ác gì ác, sinh thiện, tăng trưởng thiện. À, mình phải nắm cho vững cái chân pháp này đi, rồi mấy con sẽ thấy nó sẽ nói cho mấy con thoát khổ. Cuộc đời này có gì, mang cái thân này các con biết, đất nước gió lửa họp lại vào cái thân. Nó là bất tịnh, nó là hôi thối, nó là bẩn thỉu, nó có cái gì mà đáng cho chúng ta mà phải chú ý nó đâu. Bây giờ mượn nó để mà thực hiện con đường giải thoát này, cho nên chúng ta chưa có động tới nó đâu. Chớ mà được rồi chúng ta bảo ngưng thở đi, cho mày xuống đất cho rồi đời mày đi, chứ tao đâu có thương mày đâu. Còn bây giờ ai động tới mấy con cái sùng bố lên muốn chửi người ta liền à. Coi cái thân mình quá là vàng lắm, là chứa là bạc à. Không phải không? Các con coi trọng nó quá à. Cho nên vì vậy mà mỗi lần có hơi đau nhức cái mình lo chạy bác sĩ. Cho nó chết mẹ cho rồi đi chứ ở đó mà chạy bác sĩ làm cái gì? Thầy thật sự ra, thầy nói thật sự ra, đừng có quý trọng cái thân này. Tao mượn mày để mà tao đi Tây Phương cho được. Chứ còn tao cần mày đâu. Tao mà tôi sống rồi tao cho mày nín thở, cho mày chết, cho mày xuống đất, mày nằm luôn á, cho mày thật cắt hết luôn á, chứ đừng nói tao ham. Tao đâu có trọng, quý trọng đâu. Các con nhớ những cái lời thầy, rồi các con sẽ mượn cái thân này mà thực hiện cho được, rồi bỏ nó đi. Cái đồ này mà để nó làm cái thứ gì, nó không có quý trọng gì đâu. Nó báo hại mình dữ lắm các con. Nào đau, nào nhức, nào này kia đủ thứ. Ngồi lâu thì mỏi mệt. Nó báo cho mình ham ăn, ham ngủ. Nó báo mình đủ loại. Chứ đâu phải là nó báo mình mặc đồ tốt, nó mặc đồ xấu nó cũng không chịu, nó đòi mặc đồ tốt. Rồi nó tối trời lạnh nó cũng không chịu, nó bảo phải có mền rồi này, đi đắp cho nó ấm. Cái thân gì mà kỳ cục vậy, đủ thứ chuyện hết nè. Nực thì nó cũng chịu không nổi, lạnh thì nó cũng không chịu nổi. Cái thân gì mà quỷ quái vậy, đem nó là quăng rồi gốc cây cái coi nó chịu nổi không. Cho nên mấy con đừng có dung dưỡng nó, đừng có thương nó, đừng có dung dưỡng dè dè nó, cũng rồi mà quất nó đi cho nó.
Bởi vì thầy nó tu mà cứ dung 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 dĩa cái thân nó, nó hở ra chút nó sợ nó bệnh đau. Nó rồi mà đế nó cho nó ở đó nó bệnh đau. Đó, đó là những cái mà thực tu, thực quyết tâm để mà tìm con đường giải thoát. Cho nên hoàn toàn là chúng ta phải chiến đấu chiến thắng. Đó, thì cái sự tu tập của mấy con sẽ kết quả rất lớn. Và nhớ rằng cái tâm chúng ta sai, chúng ta không được cái gì. Đó là cái quan trọng nhất rồi. Gọi là ly dục ly ác pháp rồi. Gọi là lìa cái tâm của mình. Nó sai mình không được là mình lìa. Mà nó sai được thì tức là dục. Nó còn muốn cái này, nó muốn cái kia là dục. Các con thấy cái khi mà thầy tu á, khi mà thầy tu tóc nè, râu nè, móng tay móng chân nè, thầy kệ mày. Nó móng tay mà nó dài rồi nó quắn nữa chứ, nó đụng tới nó đau chứ bộ không sao. Như vậy là đủ thứ làm cho mày khổ hết đâu chứ đâu phải đâu, sung sướng đâu. Rồi nó lại lấy dao lấy đồ tỉa cho nó nhọn cho nó bén rồi. Trời đất ơi, lấy mà rửa mà chặt nó hết đi chứ rồi. Mà nó lâu ngày nó cứ nó ra. Nó ra rồi con biết móng chân nó quấu xuống làm như là móng cột. Móng tay nó cũng vậy, mà móng tay nó ra dài vậy nó dứng. Chứ không phải nó dài vậy nó xuông đâu. Nó làm quá mình là quỷ quá gì đâu. Vậy mà thương yêu cái gì. Thầy thật sự ra thầy nói thật. Tại vì mấy con chưa có để móng tay dài, thầy có để móng tay dài, thầy biết. Thầy có để râu dài, thầy biết. Thầy nói để chứ không phải, tại vì thầy tu thì không có lo lắng với nó. Cho nên vì vậy mà nó cứ ra, mặt tình nó ra. Cái móng mấy móng tay thầy nó ra quá dài rồi nó dúng lại rồi. Trời ơi, nắm bắt cái gì cũng không được hết. Mà vậy mới là biến mới được chứ không khéo nó đi ra chỗ cỏ. Mà nếu mà móng tay nó dài mà nhổ cỏ nó sức. Cho nên nó lười biếng ghê gớm. Mà nhờ cái lười biếng đó mà thầy mở cửa thất. Thậm chí như bên ngoài thầy cũng chả biết bụi bặm nữa. Chỉ ở trong thất của thầy thôi. Cho nên cuối cùng là trong thất sạch mà hoài dơ kệ nó. Mà vẫn là trong bụng thầy nó sạch sẽ. Nó không còn dùng ở trong đó được. Thầy chứng đạo. Thầy con không biết. Cho nên trâu tóc thầy mà đọc mấy con mới lạ luôn. Thầy tu sĩ mà sao là thấy thầy có hàm râu lô phơ. Mà lúc bây giờ tuổi thầy đâu có lớn luôn đâu. Cho nên lúc bây giờ mà thầy về thì thăm Hòa Thượng Thanh Từ, các con biết. Mấy ông cách mạng giải phóng rồi bị năm 80 mà. Mấy ông này nói, cái ông già này sao mà cái mặt thì mà thanh niên quá rồi, mà sao râu thế. Nhưng mà con biết không, họ thầy cũng vẫn mặc cái đồ tu. Cái áo tràng vàng. Râu tóc thì nó dài xuống mà mặc áo tràng già. Cái ông tu này nó không tu mà cũng không đời. Nó kỳ cục. Mà khi mà thầy đi ra ở ngoài Vũng Tàu đó, thì người ta đã báo tin cho biết là nó rất khó lên kinh không. Cho nên thầy ôm theo một cuốn sách, để cuốn sách đó Đảng Cộng sản Việt Nam. Thầy cầm cuốn sách đi mà họ có nói thầy đảo nhiêu. Nhưng mà mấy cái ông công an, mấy cái ông nhà nước có quân quản thấy không? Thấy thầy ôm cái bộ sách đó nói bộ ông này ở trong rừng không có ra thôi. Thành ra thầy cứ đi tự do như thường, không ai hỏi thầy hết. Nhưng mà cứ hễ mỗi lần mà thầy lên xe mà xuống xe để mà đi ra Vũng Tàu, lên xe xuống ngựa vậy đó, thì những cái người mà công an họ nghi ngờ, họ cũng theo dõi. Nhưng mà cuối cùng ông nào cũng vậy. Mà con biết không, lúc bây giờ thầy đội cái nón kêu bộ đội đó, cái nón bộ đội đó, cái nón nó vàng vàng mà có người sao đây nữa. Cái đâu vậy, cho nên thầy lên đó, thầy Phước Hảo không biết thầy đó. Nói cái ông bộ đội nào không, ông quần rồi đội già nào đó thì con biết rồi. Trong lúc đó đó, mà cái chuyện mà thầy Tông Nguyễn mà ghi lại đó, ghi lại cái người chiến thắng đó, thì chỉ ghi lại một cái phần nhỏ đó. Chứ thật sự ra người ta thấy thầy lúc bây giờ nó chỉ còn mặc cái bộ cái áo tràng này thôi. Cái áo tràng vàng, mặc cái quần dài, đầu đội cái mũ của bộ đội. Mà râu tóc thì vậy đó. Đời không đời mà đạo không đạo, cái gì mất ra gì. Nhưng mà thầy vẫn đi như thường. Mà đến cái chỗ mà đến cái chỗ mà cái đồn cỏ mai ở quầy Vũng Tàu đó, chỗ đó là chỗ khó nhất đó. Thấy thầy đời không đời mà đạo không đạo, nó không biết ông này thầy chùa không chứ. Thầy chùa nó cản không cho là không cho vô. Nhưng mà thấy ông này có lẽ là bộ đội, có lẽ là ông thầy chùa. Nó nghi nghi vậy thôi. Nhưng mà nó không cản thầy. Thầy cứ đi, nó xét rồi nó cho đi luôn. Nó xét, xe tới đó nó ngừng lại, nó xét. Nhưng mà nó cho đi không, nó dùng dồn thầy vậy thôi. Nó nghi nửa bộ đội mà ngửa ông thầy chùa.
mà ông này không phải thầy chùa mà cũng không phải bồ đầu, nhưng mà sao có cái nón bồ đầu, nó nghi nghi vậy, nhưng mà đồ nó không xém, nó cho thì được. Nói do đó là thầy ra với thăm và thầy sẽ từ và thầy sẽ trình cho và thầy sẽ từ trong cái lúc khó khăn. Sau đó thì quý thầy mới ghi lại thôi. Nó thì trong cái cuộc đời của tu hành của thầy thì tu sống tu chết, tu không có nghĩ mà sửa sang mình cái gì. Nó thậm chí như trong cái năm mà giải phóng 79 hay 77 gì đó mà nhà nước giải phóng rồi mới về bắt mọi người công dân đều phải làm cái giấy chứng minh. À lúc bây giờ làm thì thầy chẳng có đi đâu thôi, ai muốn làm thì cứ lợi chùa thầy đã làm, còn không làm không thầy không đi, mời thầy thầy đi. Vậy mà nó đến bởi vì nó biết là cái chùa thầy là cách mạng mà thầy đã tưởng đưa phái công an đến làm giấy chứng minh. Thì các con biết là nó sự thật ra thì nó cũng nghe những cái người mà ở trong xóm này người ta nói. Cái thầy nói thầy tu, thầy đi đâu, ai làm gì làm gì tội, bắt là bắt, không không. Và do đó thì coi như nó cái người đến làm gì tội. Cho nên nghe chụp cái hình của thầy còn râu đó. Thầy chưa ra mà chưa ra khóc, thầy có chụp cái hình mà trong giấy chứng minh của thầy nó còn, nó vô trong khóc thầy đó. Thì thầy tu thì gan lắm, thầy không có sợ chết, thầy không bơm đạn, mà trong lúc chiến tranh bơm đạn thì vẫn ngồi chịu chịu chạy. Thầy nói một là chết, hai là cũng đạo thôi. Cho nên có đâu có cái gì mà làm cho thầy sợ thì ngao nhé. Tu như vậy mới thật là tu, tu mà nhát nhát gan quá thầy nói mấy con yếu cũng dí quá, mấy con tu lâu lắm. Được, tu theo thầy tu thật sự. Nếu không tu thôi, phải tu thì không còn nghĩ gì để thân của mình. Một là sống là chính đạo, hai chết Phật có nhiều, đó là cái công việc đi. Cho nên hôm nay thì muốn lấy những kinh nghiệm của thầy, thầy sẽ tánh mấy con để mấy con nỗ lực không bị lãng phí đời. Nhiều khi mấy con sẽ lầm lạc, mấy con nghĩ rằng cái giờ mà nó không tu ôn pháp, không tu là nó sẽ kết quả không phải là cái tu liên tục, không có giờ nào gọi là vừa tu mà giờ nào cũng là tu. Nghĩa là ôn pháp tu rồi xả nghĩ thì tới cái giờ khác là vẫn ở trong cái sự thanh thản của nó, hoàn toàn là tâm sai nhập cái điều gì, nghĩa là coi lúc nào là thầy cũng ở trong một cái trạng thái an ổn thanh thản vô cùng, nó không làm sao. Khi mà ôn pháp thì tu đúng pháp, khi lìa pháp thì ở trong cái trạng thái ngồi chơi là ở trong trạng thái bảo vệ nó tận cùng, không có cho mình cái chú ngại gì mà xâm chiếm trên cái tâm thầy. Cho nên nó cái thời gian nó lâu là thế, mà lâu là tại vì bị tưởng, cái tâm nó thì nó an là nó bị tưởng, an là bị tưởng. Thậm chí như thì ngồi đây nó thể hiện thần thông, nó đủ cách thần thông tưởng, nó thể hiện, nó làm cản trở thầy rất nhiều trên con đường tu. Bởi vì thầy tu theo con đường mà đại thừa, nó lọt vào cái thế giới tưởng, cho nên nó có thần thông tưởng, cho nên thầy mới biết mặt nó đủ mọi tưởng của nó. Chứ còn cỡ mà thầy tu thầy biết không. Cho nên ở đây bây giờ mấy con ló cái mặt tưởng nào ra thì biết hết, nói ra cái thầy biết mặt nó hết. Cho nên các con không có thế nào mà lừa đảo thầy qua được cái tưởng của mấy con. Cho nên thầy biết mặt, do đó thầy điểm mặt thầy chỉ cách thức phá sập mối để cho nó phá. Cho nên từ cái thinh tưởng đến cái sắc tưởng, đến cái xúc lạc ý tưởng, tất cả mọi cái này đều là cám dỗ. Rồi nó đánh cái tưởng, cái tưởng lạc rồi nó đánh cái tưởng khổ. Đó là tưởng khổ là cái thọ ma đó, cái thọ hành đó, tức là cái tưởng khổ, nó đánh cái tưởng khổ. Rồi nó đánh cái tưởng vô ký, rồi nó đánh cái tưởng mà quan khâm, rồi nó đánh những cái tưởng hôn trầm thùy niên. Đầu tiên mấy con tu là cái hôn trầm thùy niên thật sự của mấy con, sau khi mấy con tu khá rồi, thì cái tưởng hôn trầm thùy niên nó đánh. Nó đánh mạnh hơn, nó đánh vi tế hơn, nó kinh lắm. Chứ nó không phải là con người của mình mà luôn luôn bị hôn trầm thì miên đâu, không phải đâu, mà nó bị cái tưởng hôn trầm thì miên thôi. Nó đứng ngồi tỉnh bơ vậy đó mà nó đánh mình gục liền tức khắc, chứ không phải là ý thức mình rất tỉnh, nhưng mà khi đó nó vừa lọt trong tưởng là nó đánh mình gục liền tức khắc, nhanh chóng lắm cái tưởng của nó. Cho nên tất cả những cái này là cái nỗi khó khăn chứ không phải dễ. Vì vậy mà Đức Phật
đã nói đạo cảm ứng giao nan tu người, cảm ứng giao nan được cái sự khó khăn của cái người đệ tử, nó khó lắm chứ không phải vậy. Bởi vì thì bên mình là có một cái thế giới tưởng, ý thức của chúng ta vừa muốn ngưng nó được thì cái tưởng nó đã nó làm cản trở chúng ta quá. Cho nên hầu hết là người ta tu không đạt được á, là tại vì người ta bị rơi vào cái thế giới tưởng, người ta không đạt được cái sự vĩnh cửu sinh tử, người ta bị rớt vào trong đó, rồi người ta tưởng cứ ngỡ tưởng mình làm chủ, nhưng mà tới cuối cùng mà cái sự mà sống chết của mình tới cái giờ phút cuối cùng thì không làm chủ được. Ông nào cũng ngẩn ngơ hết hồi đó thì tưởng đâu là mình làm chủ được, không ngờ tới cuối cùng là không làm chủ được. Tại sao mấy người đó thầy nói họ tu rồi họ không thử, còn thầy thì thử, thầy thử thì thấy làm chủ không được, thầy biết là không có được, cái này không có làm được, cho nên thầy thử phải làm được mới tin được. Cho nên ở đây khi mà các con tu xong, cái tâm con định tĩnh xong rồi, nó có đủ bảy giác chi rồi, thì các con cứ thử, thử cho nó làm được không, thẳng cho mình ôn pháp mình tu nữa. Có như vậy thì mình sẽ tiến bộ. Như vậy mấy con sẽ thấy kết quả rõ ràng. Và thầy dẫn các con đi tu, thì các con tu, các con thấy những cái kết quả của các con tập tu, thì các con sẽ thấy có những kết quả, tuy rằng cái kết quả nho nhỏ nhưng mà có kết quả, nó là cái khích lệ lớn của mấy con. Do đó các con nên cố gắng tiến tới nữa, để mà cái kết quả nó lớn hơn nữa, nó nhiều hơn nữa, chứ đừng có thỏa mãn ở chỗ cái kết quả này. Chẳng hạn bây giờ cái tai mình đau này, mình bảo cái thói là vô thường, hãy rời khỏi cái đau này, rời khỏi cái tai, một chút sau nó hết rồi, thấy cũng hay. Rồi mình thỏa mãn ở chỗ này thì không có được đâu. Cái này nó mới có một chút xíu cái lực của nó thôi, mà nó được vậy thì nó sắp tấn cho mình phải tiến tới hơn nữa, là ngày mai này cái thân này không có được đau, làm chủ hoàn toàn, nó khác. Cho nên các con phải tiến tới nữa, chứ đừng có thấy nó có cái kết quả nhỏ nhỏ rồi mình thỏa mãn với cái nhỏ nhỏ đó, để rồi nó sẽ chôn mình ở trong cái này, nó còn trải qua nhiều cái kiếp nữa, nó rất khổ. Thà là ngay trong đời nay mình chỉ khổ một lần thôi rồi chấm dứt giải thoát hoàn toàn thì nó sẽ an ổn nhất. Còn bây giờ đợi kiếp sau tu thêm chút nữa, kiếp sau tu thêm chút nữa, mỗi lần tu là mỗi lần cực. Thà là bây giờ cực lần thì mà là cực lần rồi bắt đầu khỏi cực nữa, coi như là nhiều đời nhiều kiếp hơi cực nữa. Chứ không kiếp này tu chút, kiếp kia tu chút, tu hoài nó tu vô lượng kiếp, kiếp nào cũng tu hết cực quá, không có sướng đâu. Cho nên làm xong một lần thôi, nào ráng mà làm cho xong thì nó sẽ đạt được cái sự thành công.